Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một cái bộ combo lưng kính của dòng Thaler từ 750kg đến 950kg nhé. Những cái dòng này thì là nó có thể là độ chế được cho những cái loại xe mà từ ở tức là quay ấy, quay tay tức là cơ mà chuyển sang lưng kính bằng điện. Thì đây một cái bộ đầy đủ của nó này, bộ lưng kính. Mà cái này nó khi mình muốn nắp đặt ấy thì có thêm, cần phải có thêm cái công tắc. Thì đây là cái bộ này nó có trái phải luôn nhé. Một xe này nó là xe tải thì nó có hai bên luôn, hai bên hai cánh cửa đấy, có trái phải đầy đủ một bộ. Thì cái này mình chỉ cần về mình độ thêm một cái bộ công tắc lưng kính là ok. Cái này là bên trái này. Bởi vì là những cái loại xe mà gọi là kính quay tay ấy thì nó chưa có motor, mà nếu như muốn lắp ấy thì là lắp luôn cả bộ này. Cái kia thì nó không có cái chỗ để bắt cái motor đâu. Thì qua đây thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em và các bác tài cái bộ combo lưng kính này. Nếu các bác quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể là add Zalo hoặc Facebook qua số điện thoại 0769086333. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những cái video lần sau.